trường giác tả đường, nhu cát, dục yếu thuật triệu hồi ma chủ xuất thế. Trong chốc lát tà khí xung thiên, các tướng dốc toàn lực đại chiến ma vật. Ma vật hấp thụ chiến hồn của các tướng, kết tụ năng lượng khủng khiếp đánh vào thế giới. Không ngờ công kích bị một luồng ánh sáng chặn lại. Ánh sáng vừa tan, xuất hiện một thiếu nữ thần bí. Cùng lúc đó, một thiếu niên tay cầm cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên và ma vật quyết chiến ác liệt, trời đất rung chuyển. Loạn thế tướng khởi, ta sẽ xưng bá thiên hạ. Anh hùng tam quốc nhiều như vậy, ai có thể tiếp được ta một kiếm? Chủ nhân, mà tới cứu ta. Chủ nhân, để anh Nhi giúp ngươi một tay. Trước mặt là tử quán, hãy mau đến vị xem. Vị anh hùng nào đang đợi chúng ta? Mau mời một vị hào kiệt đến giúp chúng nhớ ta. Nhớ vào đây có thể rút thần tướng. Phải đeo khẩu trang ra đường rồi. Wow, là chúng ta hãy mau đến trận hình nhân để cho người có thể đến trận hình. Anh hùng tam quốc nhiều như vậy, ai có thể tiếp được ta chọn một kiếm? Chọn tướng lên trận sẽ xuất hiện trong trận hình. Ta và Nguyệt Anh tỷ tỷ không có liên kết, sau này là mở ra vị trí thứ ba, liên kết lực chiến sẽ tăng mạnh. Nhấn vào cứ điểm để đánh bại vua cát. Tham mưu yên ba kiếm. Yến Nguyệt Thanh Long. Wow, đây không phải là tiến cấp đan sao?
chủ nhân hãy mau thử đi. Anh hùng Tam Quốc nhiều như vậy, ai chủ có thể tiếp nhất ta một kiếm? Chỉ cần có đủ tiếng cấp đan thì có thể tiến cấp. Kiếm ngủ, mặc ngu luôn.